Chào các bạn, hôm nay thì tranh thủ trong lúc mà các học viên đang đi làm thì tranh thủ đến chợ nông sản thực phẩm ở thành phố Bạc Liêu để đi tham quan một chút về các cái sản vật ở đây, xem nó có khác gì so với các vùng khác ở các địa phương khác hay không nhé. Mời các bạn đi cùng tôi nhé. Chợ nông sản thực phẩm nằm ngay giữa lòng thành phố. Mùa nào thức nấy, bạn cần loại gì cũng có, từ thủy hải sản cho đến rau củ quả các loại. Tên là gì? Em là... Dạ. Em là Anh. À, chị Ánh ơi, thì bà, chị có thể cho biết là cái chế biến cái cây năng này như thế nào? Chợ ở đây có những sản vật rất lạ mà không phải ở đâu cũng có. Đây là cái gì ạ? Cái này là cái gì chị ơi? Bông súng à? Bông súng nấu với cái gì? Tôi vừa mới đi vòng một vòng ở chợ nông sản ở Bạc Liêu và biết được một vài cái món rất là ngon theo như mô tả của bà con, và tôi sẽ mua một ít cái đồ ở đây về chế biến xem như thế nào. Nếu mà ngon thì tôi sẽ giới thiệu cho mọi người nhé.